Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào các vị mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước kính mến. Thì hôm nay Quốc Tạo lại phát hiện được một cái mảnh đời bất hạnh quý vị. Thì có một ông chú ở trong gia đình của mình nên với một cái trại nhỏ xíu nào quý vị. Thì hôm nay Quốc Tạo đến đây để thăm ông chú và mình sẽ trao cho ông chú một số quà của mạnh thường quân gửi tiền trước cho Quốc Tạo để giao cho những người có mảnh đời bất hạnh. Thì thôi không để không làm mất thời giờ thì Quốc Tạo sẽ vô tâm sự với ông chú đôi chút nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con là cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào chú. Dạ chú tên gì chú? Dạ. Bộ ổng lúc nhớ lúc quên hả? Rồi à, mình năm nay nhiêu tuổi chú nhớ không chú? Tròn. Mình năm nay nhiêu tuổi chú nhớ không? 31 tuổi. Dạ thì quý vị cũng quan hỷ. Chú lúc nhớ lúc quên đó quý vị, chú đang chuyển qua cái chế độ mà bị lẫn đó quý vị. Bị chú nói chuyện được không vậy đây? Thì hỏi khi nói chuyện được có khi không. Thì thôi để cầm cái mic đi, để lấy cái mic đi, để bấm mic, để lấy mic coi đi. Rồi bây giờ tôi hỏi để cho chú nè, bây giờ để không để cầm đi, để cầm mic đi. Chứ nãy chú nói chuyện để đưa qua. Rồi bây giờ để là cái gì của chú? Cháu ruột của chú. Thì tôi cũng biết đâu có ngờ chú nó khó khăn như thế này. Thì đây là cái nhà của chú nè quý vị. Cái này không phải là cái nhà giống như một cái trại gì đó quý vị. Nói xíu à. Nào quý vị xem quý vị. Nó xíu là như một cái trại vậy đó. Chú thì ở đây thì nương sống vào những cái thực phẩm của bà con cô bác cho, những người nhà cho. Chú ổng chú ơi, ông bị bệnh gì chú? Tai biến rồi, đưa mít qua cho chú ơi, ông cầm chú ơi. Tai biến rồi, ông có uống thuốc gì không? Uống thuốc ha. Rồi thuốc mình uống vậy mình có thấy đỡ gì không chú? Không, chú ngồi đi, được rồi, chú ngồi đi. Rồi bây giờ con nghe nói là chú cũng khó khăn rồi, chú có đi tái khám hay là khám bệnh gì không chú? Đi... Chú nói chuyện khó nói thôi. Rồi, được, biết gì được chú ơi, không sao đâu. Quý vị cũng quan hệ nha, chú, ổng gặn, ổng nói chuyện quý vị. Thì thôi bây giờ tôi hỏi cháu của chú đi. Bây giờ để ổng bị bệnh gì đây? Ổng bị tai biến rồi tiểu đường rồi mất trí nhớ. Có nghĩa là lúc nói được lúc nói không à? Rồi ổng ở đây gì? Ổng ở với ai? Ổng ở mình nên ổng ở đây. Rồi ổng ở đây mình nên rồi cơm nước này kia sao? Cơm cô ba bá đem vô mới cho ăn, tới bữa cơm đem vô cho ăn. Rồi chú có uống thuốc hay gì không? Hay là tái khám gì không? Có. Ngày nào cũng uống thuốc, từng nào cũng lấy thuốc uống. Rồi chú có tiền để đi tái khám hay uống thuốc gì không? Không có, con nhà không có, vợ của con cũng không có làm gì ra tiền luôn nữa. Thì, tới buổi thì, tới từng thì lấy thuốc uống thì ông anh ông chích ra ông cho tiền lấy thuốc uống, nhưng mà thấy khổ quá. Rồi cần người hỗ trợ cho chú. Dạ. Vậy là một lần lấy thuốc uống vậy là bao nhiêu tiền đây? Cái đó em cũng không biết, 1 triệu. Dạ. Rồi tiền ăn, tiền uống, rồi tiền lấy thuốc nữa ha, tiền lấy thuốc cả triệu ha, rồi chú sống có mình nên vậy ha. Mình nên nó chạy. Rồi thôi bây giờ anh về, bây giờ dạ thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể chư quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước và quý vị đã ủng hộ Quốc Tạo trong những thời gian qua. Thì Quốc Tạo lúc nào cũng luôn đi tìm những người khó khăn
những người bất hạnh, những người già neo đơn. Thì ông chú này là những người già neo đơn, thì ông đã không có gia đình và ông ăn chay từ hồi lúc nhỏ tới lớn. Hiện giờ ông đang mang rất là nhiều căn bệnh trong mình, cũng như là bệnh tiểu đường, bệnh tai biến, vân vân. Thì chú cũng đang lấy thuốc một tháng uống cả triệu bạc mà cũng không bớt quý vị. Thì hôm nay Quốc Tạo đến đây để giúp cho ông chú một số tiền để giải quả trước. Thì Quốc Tạo xin công bố lên là Quốc Tạo sẽ gỡ 500 ngàn, 2 triệu là cho là 4 người. 500 ngàn là của anh để Quách Hữu Huệ và cô Hai Hường. Tiếp theo đó là nhóm tiểu thương của chợ Long An. Và cuối cùng là cô Thủy Châu ở Mỹ đã gỡ trước cho Quốc Tạo một số tiền đang để gặp những người khó khăn đang gỡ. Thì Quốc Tạo hôm nay sẽ chích ra 2 triệu sẽ gỡ cho chú để giải quả trong những lúc khó khăn trong mùa dịch bệnh. Thì bây giờ ở đây chú nhận tiền đi chú. Sơ con xin gỡ chú 2 triệu đang để mình uống thuốc hay là mình lo cái những cái việc sinh hoạt đó chú. Thì chú có đôi lời gì để cảm ơn các mạnh thường quân không chú? Để không sao đâu, để chú nói được thì chú nói, không nói được thì thôi, không sao đâu. Cảm ơn anh Quân nha. Rồi cảm ơn anh Quân đã giúp cho mình số tiền để mình vượt qua khó khăn đấy chú. Không sao chú cứ nói có nào được nói. Quý vị cũng quan hỷ quý vị, tại chú ông bị bệnh đó chứ quý vị, rồi ông nói không có được, ông nói là ông gặn lên đỏ mặt mày như vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ anh về. Thôi thì cái đại năng là cháu thôi, đại năng sẽ nói cho thay cho chú. Cảm ơn các mạnh thường quân và đại năng. Dạ, hôm nay các cô bác anh chị cũng giúp đỡ cho chú của em cháu. Thôi em cháu cũng cảm ơn quý vị đã giúp đỡ cho cảnh khổ của chú em. Đã vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch bệnh này hả đệ? Dạ. Quý vị thì Đức Thầy cũng có cho biết là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua trang giúp giùm. Thì mình là cư sĩ của Phật giáo Hòa Hảo, thì mình cũng ít nhiều cũng phải làm theo lời Thầy. Thì quý vị, Đức Thầy cũng có cho biết là mình phải nên giúp đỡ cho ba hạng người lỡ đường đối gách tàn tật. Thì chú Bảy đây là cái trong liệt trong những cái hạng người là bị tàn tật, bị bệnh đó quý vị. Thì khó khăn luôn, mà Thầy nói giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Thì quý vị đã làm theo lời Thầy, thì Thầy nói làm theo lời chỉ thì ngày gài gặp ta. Thì ở đây thì quý vị thấy cái hoàn cảnh cũng khó khăn như vậy, thì nếu có ai giúp thì liên hệ Quốc Tạo. Quốc Tạo để số điện thoại lên trên màn hình và Quốc Tạo sẽ trở lại để giúp cho chú một lần nữa. Với một cái tài thí của quý vị, quý giá của quý vị, quý vị gỡ bao nhiêu tiền Quốc Tạo cũng nhận hết, dù đó là 50, 100 ngàn Quốc Tạo cũng nhận hết, đang để giúp cho chú vượt qua khó khăn. Đó là cái ước vợ ước nguyện của Quốc Tạo như vậy. Thì thôi trước khi dứt lời thì Quốc Tạo cùng với đại năng, cùng với chú Bảy, mình cùng nhau niệm ba tiếng Phật để mình gieo duyên với ông Phật nha chú Bảy. Xin mời chú Bảy, mời chú Bảy chắp tay. Chú Bảy chắp tay lên niệm Phật ba tiếng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì chú Bảy lúc nào cũng nhớ niệm Phật đó chứ quý vị, tại chú Bảy ông ăn chay trường từ nhỏ lớn mà, và ông cũng có tu hành theo Phật giáo Hòa Hảo quý vị. Thì thầy nói là người tu như thể bá tòng đó quý vị, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Thì lúc này là mình nên giúp chú Bảy, là người tu này mình nên giúp hết mình là đúng rồi đó quý vị ơi. Thì thôi trước khi dứt lời thì Quốc Tạo cùng với chú Bảy cùng với đại năng xin mến chào các vị mạnh thường quân. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc và vui vẻ hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn chị. Con xin chào gì? Dạ mình là cái gì của ông chú Bảy gì? Chị thứ ba. Rồi mình ổng không có nấu nướng được rồi mình đem cơm lại cho ông hả gì? Dạ nấu cơm cho ông ăn. Rồi. Ăn tương nữa. Ông ăn chay hả? Ăn chay. Ồ, đồ ăn con chay ngon nghe. Dạ. Rồi vậy là ổng không có nấu cơm được luôn. Không nấu được luôn. Rồi ổng con thấy ông nói chuyện cũng yếu nữa bà đúng không? Nói chuyện cầm mập gì đó. Ổng có uống thuốc gì không bà? Uống nè. Ông uống gì?
thuốc tây hả? Dạ. Dặn lấy gói, chiều lấy gói, trưa lấy gói, sáng lấy gói. Dạ. Ông lấy ông quên. Ông lấy ông biết lấy. Ờ. Con thấy ông nói chuyện ông gặn nha. Ờ, ông bị giật á. Ờ. À, nhưng mà con thấy ông nhớ niệm Phật không bà? Nhớ, ông nói là ông hoài, ông nói ông nhớ. Ờ, im lắm, ông, con nghe nói ông tu nhỏ lớn không bà? Tu nhỏ lớn, không vợ gì trơn á. Dạ, ờ, quá quý ha. Bởi vì thì các mạnh thường quân thì cũng nói với bác đạo là nên giúp cho những người mà khó khăn, thì những người nào mà tu hành thì càng giúp nhiều nữa. Thì nhờ mất người ta, mấy anh thường quân nói gì đó gì thì ông tu hành thì quá im rồi. Ông tu hành là từ nhỏ lớn luôn hay gì? Nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Rồi rồi giờ dùng cơm đi ông Bảy, lấy giới cho ông, À, ổng ăn chay nè quý vị, ông ăn chay nè. Bữa nay chờ nhỏ kia xuống mua đồ cho ổng mà ổng thấy nó xuống. Dạ. Đồng nghiệp ổng quá. À, con xin mến chào bà thấy bà. Dạ, dạ, nó mua với là Phật.